về vụ việc cô dâu Cao Thị La, 34 tuổi, ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, bị chồng cũ chém trọng thương mà chúng tôi đã đưa tin. Sau khi được bác sĩ cho về nhà, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh Sơn Út Nhiên, 34 tuổi, chồng cũ của chị, cầm hai con dao rượt chém nhiều người. Chị La kể rằng hơn 10 năm trước, hai người yêu nhau rồi tự làm đám cưới mà không đăng ký kết hôn. Cả hai sau đó đi thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, nhưng Nhiên không chăm chỉ, hay đi nhậu và chơi cờ bạc. Mỗi lần say rượu, Nhiên đều đánh La, kể cả khi chị đang mang thai 7 tháng. Sau khi bé gái chào đời, thì mâu thuẫn của hai vợ chồng ngày càng lớn dần nên họ ly thân. Đầu năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Trần Đề không công nhận hai người là vợ chồng. Nhiên được quyền nuôi con và chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng trên 600.000 đồng mỗi tháng. Đầu năm nay, chị La quyết định đi bước nữa. Tối 14 tháng 5, tiệc cưới của chị La và chồng mới đang diễn ra tại nhà của cô dâu thì Nhiên xuất hiện. Anh ta lớn tiếng mắng chửi vợ cũ nên được người quen can ngăn rồi đưa về nhà. Hơn 1 giờ sau, nghi can cầm con dao và quay lại đám cưới. Chị La thấy vậy nên bỏ chạy thì Nhiên đuổi theo và chém 3 nhát vào vai. Ông Dương Văn Hòa sợ cháu gái gặp nguy hiểm nên chạy đến can ngăn thì bị Nhiên chém gục. Sau đó tên này còn vung dao chém tiếp vào người anh Cao Văn Liền, em chị La và một người hàng xóm đến dự tiệc là ông Lưu Sen. Thượng tá Phạm Quốc Khái, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an huyện Trần Đề đã áp dụng biện pháp giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Nhiên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.